Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên đề của mình và mình là Tiểu Phụ. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một dự án Aerobe của Vinel, token có ký hiệu là TMN. Khi mà các bạn đăng ký, các bạn sẽ nhận được 600 token từ chương trình của thằng này. Và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng Vinel Tracker để có thể tham gia vào chương trình Aerobe của thằng này nhé. Vinel Tracker hiện tại nó đang bảo trì một chút này, chúng ta có thể copy cái ví của chúng ta. Đấy. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia chương trình Aerobe của cái thằng này thông qua bot Telegram nhé các bạn. Nhấn Start này. Ok, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đầu tiên là join vào nhóm Telegram. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải download app ở trên Google Play. Chúng ta có thể tìm kiếm hoặc là copy cái đường link để có thể lên Google App Play để có thể tải về nhé. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vào cái phần bài viết ở trên Twitter. Đây, follow bài viết của nó và retweet bài viết đã ghim. Ok, chia sẻ bài viết đã ghim này. Ta chia sẻ nó đi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ phải subscribe cái trang Redix. Hãy sau khi subscribe trang Redix, các bạn nhấn vào phần zone để subscribe này. Tiếp theo nữa là các bạn submit và chia sẻ cái đường link giới thiệu. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ làm từng bước một. Đầu tiên là ta nhấn continue. Ta sẽ chọn captcha giống cái hình này để qua được cái bước xác minh tôi phải là người máy. Ok, tiếp theo này, join vào nhóm Telegram. Ok, ta vẫn continue. Download app, submit your email address. Trước tiên ta sẽ phải download app. Ok, các bạn sử dụng điện thoại của mình thì có thể download cái app này nhé. Ok, chúng ta tham gia các bước tiếp theo. Ấn vào phần download này. Ok, chúng ta sẽ chọn yes. Các bạn nhấn bước tiếp theo đi. Các bạn nhập email vào nhé. Hình như nó báo là không hoàn thành cái gì đấy. Ok, bước tiếp theo đây, ta sẽ nhấn vào phần confirm code. Thì nó sẽ gửi một cái đoạn code đến bên cái phần email của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ paste vào. Gồm code ở phía trước này. Đấy, sau đây các bạn. Code không hợp lệ à? Ok, mình nhập lại xem nào. Ok, đã xác nhận rồi. Tiếp theo nữa là các nhiệm vụ này. Nhiệm vụ follow trang Twitter. Follow trang Twitter, chúng ta sẽ phải điền username trang Twitter của bạn vào thông qua cái profile này. Username bao gồm a còng ở phía trước, các bạn sẽ điền như thế này. Ok, các bạn sẽ nhận được. Ok, các bạn nhấn go next step, tức là các bước tiếp theo. Bước tiếp theo là subscribe kênh, rồi chúng ta sẽ phải điền account link của kênh của chúng ta vào. Account link qua ở phần profile để có thể lấy được account link. Sau đây các bạn paste vào. Tiếp theo các bạn nhấn next tip. Tiếp theo các bạn sử dụng ví Nail Tracker. Ok, chúng ta sẽ sử dụng ví Nail Tracker.
xong. Đấy, chúng ta sẽ có phim để xác minh lại một lần nữa về Neo Star. Tiếp theo chúng ta kiểm tra My Bank lần để kiểm tra số dư. Ở đây thì các bạn có thể thấy là số token mà mình kiếm được là 600 token này. Và các bạn ấn vào phần Repo Messenger để có thể copy cái đường link giới thiệu. Mỗi một lần giới thiệu thành công thì các bạn sẽ nhận được thêm 20 cái token nữa. Đây là một cái chương trình của token Neo nha các bạn. Token chạy trên nền tảng Neo thường rất là uy tín và tiềm năng. Thế nên là chúng ta không nên bỏ lỡ chương trình Aerobe như thế này. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Thiên Sư Phụ. Những gì thắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.